chào mừng mọi người đến với Hình Loan TV nè, cho mọi người xem con cá da bò đó mọi người, đã làm sạch sẽ rồi nè. Nó rất là dễ làm cả nhà, chỉ có lột da ra là thôi, rồi móc ruột. Bây giờ mình sẽ ướp để nướng nha mọi người. Mình sẽ nướng sa tế. Bây giờ mình sẽ ướp nha cả nhà. Ở đây là mình có một muỗng cà phê hạt nêm nè, mình sẽ rắc đều lên đây. Mỗi mặt mình sẽ rắc một bên nha. Bột tỏi nè, gừng nữa, gừng thì mình ướp hai bên, ớt khô. Rồi, lật bên đây luôn. Cá này nướng cuốn bánh tráng á mọi người, ngon lắm. Cái đầu nó cũng sụn. Và bây giờ mình sẽ cho một ít sa tế nữa nha. Mấy có cần quấn lá chuối nướng không vậy? Hay là mình chỉ nướng trên vỉ ta? Nhìn ngon á mọi người. Bây giờ mình sẽ để 30 phút cho nó thấm á. Mình đi đốt lửa, rồi mình đi hái rau nữa cả nhà. Hái rau sống á. Mình sẽ đi cắt rau sống để sẵn cho cả nhà coi luôn nha. Rồi mình để cho nó thấm nè. Đó, nhìn ngon chưa? Giờ mình đi hái ít rau sống á mọi người, để lát mình cuốn nha. Ăn cả nhà, nhìn tươi xanh ngon ha. Cái này là rau hú lủi nè. Nó là cùng họ bạc hà á mọi người. Nhưng mà nó không có thơm như bạc hà. Xanh mướt luôn. Ok, ớt. À, rất là nhiều. Thôi. Lá cóc nè mọi người. Cái lá này hái vô cuốn ăn rất là ngon luôn á. Cuốn bánh tráng, thịt luộc hay là bánh xèo ăn đều hợp á cả nhà. Nó chua chua ăn rất là ngon, nó không bị ngán. Non ghê ha. Hái đã tay dễ sợ.
Lá chùm ruột này ăn ngon lắm luôn. Hết hồn con điên. Mấy con khùng này thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cho con cá lên đây. Cá to quá. Để không giáp luôn á. Đừng có bật nha. Cả nhà nó to lắm luôn, hơn một cái ăn tay. Để nướng lên coi sao nha. Mọi người nghe tiếng xèo xèo không? Giờ mình sẽ trở lại một bên kia nha cả nhà. Y chết là dính à. Ôi ngon quá. Nhưng mà to quá làm sao trở ta. Sợ nó dính quá. Dính. Ý là hồi nãy có quét dầu rồi đó mọi người. Rồi hên quá, được được. Không dính lắm. Nóng quá. Ui da. Nóng quá. Nóng quá mọi người. Ôi ngon quá. Mọi người nhìn ngon chưa? Nhưng mà nó tiếc quá, nó bị sức mấy cái này nè mọi người. Ổn quá hả? Đến lát mình lấy lại. Mình rưới cái này lên. Vào đây đi. Bị dính uổng ghê cả nhà. Không biết mà hồi mặt dưới nó dính không nữa nè. Ngon chưa? Xèo xèo luôn nè. Ngon quá ha. Thơm phức luôn á mọi người ơi. Mình hạ cho nó xuống thấp tí nè cả nhà. Tại vì than nó bớt nóng rồi đó. Để nó mau chín hơn. Trở lại phần này nha mọi người. Chắc chín rồi. Mà nó dính rồi mọi người ơi. Ôi da. Ôi da. Nóng quá. Ngon lắm cả nhà. Nướng lại cái đầu một chút nha. Hơi uổng, nó bị hơi bể một tí. Hy vọng là cái đầu nó sẽ không bị sống. Để mình nướng xích qua đây một tí cho cái đầu nó chín. Cái đuôi nữa. Sắp mưa rồi đó cả nhà, không biết làm gì nên tội mà lần nào cũng vậy hết trơn. Đây rau mình đã rửa rồi đó cả nhà cùng mọi người. Giờ mình sẽ sắp lại xung quanh. Rau ở nhà ăn là ngon nhất ha cả nhà, yên tâm. Khỏi sợ.
đọt cóc. Trời ơi, chuyển mưa luôn. Trời sắp đổ cơn mưa. Không hiểu luôn cả nhà, trời đang nắng chang chang cái quay là mưa, quay là mưa. Ngộ thiệt. Bây giờ mình lấy con cá để lên. Ui da. Xong rồi nè mọi người, mình đã bày ra rồi. Trời nó đang rất là tối hui luôn, sắp chuyển mưa rồi mọi người. Không biết sao nữa. Lần nào mà mình quay á thì trời cũng vậy hết. Giờ mình làm thử một cuốn nha mọi người rồi dọn vô nha cả nhà. Mọi người kỳ này clip này rất là ít luôn á, buồn quá. Mình sẽ cho mỗi tí một ít rau và cá nè mọi người, nhìn nè cá nè đó, ngon chưa, nó thịt nó nè nè cả nhà, thịt nó rất là nhiều, nó không có bị xương dâm như mấy cá kia mọi người. Chấm với nước mắm chua ngọt và ăn thử nha cả nhà, xin mời. Cái này mình chấm với nước mắm chua ngọt rất là hợp luôn á cậu mọi người. Đây dẻ miếng nữa. Wow, bốc khói mọi người thấy ngon không? Nè. Mời mọi người miếng nữa. Thịt nó rất là dẻ, nó không bị bở cả nhà. Mà nó lại ngọt thịt nữa. Nó có cái vị thơm nhẹ. Mình cuốn á mọi người, cuốn như vậy nè. Nó vừa chua của xoài và các vị rau chát chát chua chua vô nữa rất là ngon. Gỡ cho mọi người coi nè. Đó. Ngon chưa? Đây. Thịt không à, đó mọi người thấy không? Thịt trắng muốt luôn mà dẻ khắc nữa, ngon lắm. Đó. Trời ơi ngon quá, mời mọi người miếng nữa. Chấm với một miếng nước mắm chua ngọt nha. Ngon quá cả nhà. Thêm một miếng xoài chua chua vô nữa. Rất là ngon. Giờ mình sẽ kẹp rau nè, xoài nè với cá. Thêm tí đọt cóc đi mọi người. Đọt cóc thì ăn nó ngon hơn. Ôi cái này nó bị nóng cả nhà, nó bị úa cái đọt cóc luôn. Mình chấm với một tí nước mắm chua ngọt nha. Xin mời cả nhà nha. Rất là ngon cả nhà. Cái vị đọt cóc á mọi người, nó chua chua mà nó hơi chát nhẹ. Cái đọt cóc này mình ăn bánh xèo rất là ngon. Còn cá này á cả nhà, mọi người nấu canh ngót á cũng ngon lắm, hoặc là mọi người hấp hành sẽ rất là ngon luôn á. Clip mình tới đây thôi nha cả nhà. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Hôm nay mưa quá nên mình quay ngắn thôi, cả nhà thông cảm nha. Xin cắt nha. Cả nhà nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh của mình lên Facebook hoặc Zalo nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.